shopjogame.com uy tín, chất lượng, phục vụ nhiệt tình. Monic mà không vào shopjogame.com thì còn đi đâu nữa hả anh em ơi? Ok ok, khóa liền, ngộ không liền. Hôm nay là cầm ngộ không đi trôn rừng luôn cho gắt này. Lâu lâu rồi, cứ thích đánh ngộ không rồi. Ây! What? Ui, ông Ngọc Hải Giang Minh ơi, trời ơi, trời, sao lại thấy cầm Nacarot kia? Nacarot kia, rồi, đi ta biết đừng. Đi bà tao lấy mày. Ông này vào trôn mình rồi. Trời ơi, hàng xóm láng giềng sao nỡ làm thế trời. Ngu người, mẹ xin dừng. Trời ơi, nhà cách có mấy đoạn thôi mà sang quánh bỏ mẹ rồi. Ui, nắc từng top 1 rồi à, xin dừng, xin dừng. Được lắm. Không đã, không nói nhiều luôn à, được. Thôi xong rồi. Ông xong với tôi rồi. A few moments later. Quang quang, từ từ game mày. Ông nhà hết cái bài này cái bời quá. Đối bài, trời ơi. Trọng tôi cấp bách như thế này là không có nghe hết bài nào anh em ạ. À, được lắm. À, đám cướp rừng của mày nè. Ái, xem ra đây. Giết toàn trưởng em ơi. À, chó, xem, chó. Được, được, được. Để xem bét rừng Việt Nam gặp bét trôn Việt Nam là như thế nào nhá. Dám cướp rừng của Jogame à. Không biết Jogame là thánh trôn à. Làm gì á, gì mà hơi bạn đoán xem. Hey, đánh đi, đánh đi. Ý, lê 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 lê. Hàng về. Làm gì. Ăn đi, ăn hộ. Ôi trời ơi. Này thì giờ trò dám vào trôn Jogame anh em ạ. Láo láo láo, quá láo rồi. Thì thanh niên này là Ngọc Hải Gaming anh em ơi, trời ơi. Bố khỉ. Này thì cướp rừng, trời ơi. Mày trêu tao à? Ôi trêu, ai trêu ai trước đây? Thanh niên này chắc lại quay video rồi. Lại quay video vào trôn rô game rồi à. Này thì trôn rô game này. Sao bẻ cổ giờ ạ? À? Ui sợ thế. Mình là người bị cướp rừng trước anh em ạ. Mình mới là người bẻ cổ ông này mới đúng chứ. Rồi, mày làm gì? Cướp hết. Lám láo với Jogame mà, ý, gà siêu quậy đây, quậy cho không ăn nổi rừng luôn, làm gì nhau? À, dám cướp rừng của Jogame là một cái sai lầm lớn trong cuộc đời rồi. Và... That's the wrong number. Nèo làm gì đấy chứ bạn, làm cái gì còn hỏi nữa, nhìn hộ. Nó phê anh em ạ, lâu lâu rồi mới lại cầm đi gọi là chôn rừng mình anh em ạ. Cũng chỉ tại cái thanh niên này thôi. Hay ai đâu lại vào chôn rô game ạ. Đã cho chơi cùng thì chớ, lại còn vào chôn mình nữa, cay thật. Sợ chưa? Không cay hết được anh em ạ. Đợi đấy. Thông minh lắm. Bọn này làm gì thế anh Nick? Trời, tuổi gì ạ? À? Được đấy, được đấy. Bọn mày làm gì thế à? Đấy, tớ đang làm một công việc rất chi là giải trí. Rồi, hàng về, em xin nhá. Ai bảo cướp rừng? Trời ơi, chat nó lại còn lỗi nữa. Đấy, ai bảo cướp đi, lưu lưu. Giết mày chôn à? Chả chôn gì bạn ơi? Ăn đi ăn hội. Mày em ơi, chôn vô game này. Vô game chưa chôn thì thôi, lại còn đòi chôn vô game. Ngu người. Rồi, hàng về. Bạn định làm cái gì hả? Vào hết đây. Nacarot, tha tao đi ạ. À? Được, được, được. Để xem nào. Từ sau dám cướp nữa không? Từ sau có dám cướp nữa không? Chưa, chưa. Vào lét top 1 à? Anh em thấy không? Lại còn gặp tem kẹo trôn luôn. Tem kẹo ba đêm luôn anh em. Từ sau dám thế nó không có ạ. À? Úi dồi ôi. Được. Láo à, dám láo video game kìa anh em ơi. Được, 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 được. Thanh niên này phải mẹ trừng trị anh em ạ. Cái tội là trôn video game. Anh em đâu, chào gì chi? Không có ai chào gì chi à? Trời ơi, chán thì chứ bộ. Rồi, na ăn xong đi. Bồ xanh ra đời kìa na. Liu liu. Dám gọi là trôn video game ạ. Video game thì video game trôn lại luôn. Chứ video game chớ cái gì hả anh em? Nhảy. Trời ơi, này thì trôn. Láo à. Đây rồi, hàng về. Em đi đâu về? Mà xít đấy răng. Trời ơi, ăn hộ. Ăn hộ vô game cái. Nạc rốt thai em đéo. Ơi. Này thì thai đéo. Em anh ơi. Và đéo. Ok, xong. Làm gì nhau? Hê, lưu lưu. Rồi, thôi thả, được. Đấy, một lần thôi nhé. Trời ơi, một lần thôi đó. Ồ, tôi.
anh thanh niên này lại chết rồi. Các bạn cứ thử thử thôi, đi đâu mà vội mà vàng, mà bấp tay đa mà còn phải dây. Trời ơi, cứu cứu cứu. Anh em đâu, tập hợp, giết ngươi. Ui, không được, chúng nó chạy hết rồi. Nga nhá, mày nhớ nha, từ sau chưa nhá. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Mày, hàng về. Ui, được hỗ trợ được gần cái nhắc được anh em ạ. Bố khỉ, ngu ngươi. Đây rồi, ui, có hàng này, ê, trôn này. Trôn luôn này, làm gì? Trôn panic luôn ạ. Ngu ngươi. Thôi, bạn ơi, anh gì ơi. Này, là anh gì ơi. Chúng mày đâu, chào gì chi, giết người đây. Ôi quân ơi, nó giết tao này mãi. Đánh nó đi. Trời ơi, quân đời đánh chán đi. Không chịu ra gì cả. Thôi hỏng rồi, hỏng rồi. Chạy, vách xanh mông lên chạy anh em ơi. Ơ, sao đứng vào bụi rồi nó vẫn nhìn thấy thằng này hách mát. Trời ơi, hỏng rồi. Đi vào trong bụi rồi một đôi lúc rồi nó vẫn nhìn thấy anh em ạ. Căng thật sự luôn ạ. Mày được đấy, mày đợi đấy nha. Ơ, có hàng này. Mày à bới, mày em đi đâu về. Trời ơi, sao lại có liềm. Hai lần rồi không cai ép được em ơi. Ngu người. Rồi. Úi trụ kìa. May cho này nha, là trụ gặp nguy hiểm đấy. Không là trôn nốt mẹ quả rồng rồi. À con rơi rồi. Là cả nốt top 1 Việt Nam gặt đấy. Ui có thằng nào đang ăn bùa kìa. Mình không dám lên anh em ơi. Đây rồi, có na rồi. Ơ, rõ ràng vừa thấy thằng nào định ăn bùa hay sao mà. Không phải à, chắc nhìn nhầm. Mày thì kinh rồi ạ. Mày thì kinh rồi này. Này thì tuổi. Này thì top 1 với cụ này. Biết chừng à. Ê, em lưu lưu. Làm nghe nhau ha. Ê, đừng chắc nhé. Bố ai ca giờ ạ. Rồi, chết luôn. Ngu người. Bưởi này, bưởi định chôn anh à, bưởi. Bố 2FK giờ, chấp ạ. Gáy đi. Dám gọi là láo video game à. Từ sau chưa nhá. Bưởi này, thôi. Đi đâu mà vội mà vàng, mà vấp phải đá mà quàng phải dây. Các anh em cứ từ thôi. Em mới đi chôn xong, em chưa bá được. Các anh em cứ phải từ, chờ mình bá lên, mình mới bá vào mồm anh em được nhá. Mày rồi. Ôi tem mình thọt rồi anh em ơi. Ok, thọt một tí không sao cả. Miễn là mình sẽ gánh nguyên trận này anh em ạ. Không phải lo. Zip trong tay của Joe Game thì biết như thế nào đấy. Lâu lắm mày không chơi Zip anh em ạ. Mày đi đâu mà chơi Zip luôn. Zip ơi mày tha cho nó đi. Inic ạ. À, xin à. Được đấy. Này thì tha. Ăn hết. Làm gì đấy. Đi đây. Vỗ tay vỗ tay. Ui dồi anh em ơi. Làm gì đây. Nói câu gì đây. À đáng định hà mà thôi nhá. Được lắm. Trời ơi. Này thì tuổi LOL phá anh này. Làm gì. Ui trừng phạt kìa. Ê Leo. Dám gọi là trêu vô game à. Biết lợi hại của anh chưa. Sợ chưa. Liu. Sợ chưa ạ? Này hút tiếp này. Hút tiếp này ăn hộ ý. Làm gì. Này ớt em xin ạ. Em xin ạ. Trời ơi. Bây giờ mới xin. À nhá. Quyết định ngồi thà. Em xin thua. Thua được rồi. Thà đấy nhá. Ok. Đấy. Ui chết tôi rồi. Anh em ơi. Chu. Ôi Người đâu. Hộ giá, trời ơi, có mỗi con gà này không thể làm gì bọn này rồi. Thôi mình hiến máu nhân đạo thôi. Chứ không có lấy mất cái trụ anh em ơi. Có hồi sinh ra luôn. Trời ơi, sao không, vẫn không thấy kem đâu trời. Trời hết rồi. Ngu người, trời ơi, mất cái trụ này rồi. Em ơi, cố lên. Được, thôi, mình tha làm kia, mình không đi chôn nữa. Không có thua lại ngu người anh em ạ. Ok, mày đã bưới. Chạy. Không đánh nhau anh em ơi. Na đẩy lén là căng nhở. Về đi ông mất cả trụ rồi. Rồi ok. Lên luôn. À bọn này mày chạy đi đâu hả? Mày chạy đi đâu? À hút tao luôn này. Làm gì đâu rồi. Mày chạy mất tiêu rồi. Zip ở lăng chán quá. Ngu người. Zip qua bao nhiêu đợt giảm sức mạnh thì bây giờ cái gọi là chôn tem mình và tem bạn của nó không được như trước nữa anh em ạ. Nó cũng không còn bá như cái đợt đầu nữa.
Thế nên là Joe Game cũng hơi không mặn mà gì với Jeep nữa rồi. Có tình cảm với bạn khác rồi. Trời ơi, hàng về, em đi đâu về. Đồng. Nói tem AD đều đồng lắm anh em ơi. Thôi hỏng rồi. Tem cứ đánh nhau này. Từ từ đã, đang phế mà. Thôi không tìm bút giáp đằng kia luôn ạ. Từ chạy. Này em về đây. Về. Còn mỗi hai ba thằng thôi. Lên nó quánh cho em lại bảo tội lỗi. Ok. Ui ơi. Thôi. Đông. Chạy đi. Mình bắn choáng nó rồi. Chạy. Thôi ulti về luôn. Nó lại bắn cho phát nữa lại lên rồi. Ui ơi, hơi căng nha anh em ơi. Theo mình phế mấy nhà trưởng ra. Rồi ok, lên. Ok, lên tiếp anh em ơi. Cái đoạn vừa rồi nó gọi là hơi là thắm lợi anh em ạ. Nên là mình bỏ qua nha, khó quá bỏ qua. Bây giờ mình sẽ cố gắng để bây giờ mình bá lên rồi. Mình hỗ trợ 11 mạng rồi kìa anh em ơi. Con Jeep bây giờ nó không có đam nữa để cai hết mạng, cay lắm anh em ạ. Toàn hỗ trợ thôi. Thì bây giờ mình sẽ gọi là hỗ trợ đến bến cho tem mình ăn mạng luôn nha. Nào, mẹ hút thằng này lên luôn. Ui, không hút được cái thằng kia. Đây rồi, mày đi đâu con sâu này, mày vẫn phải chết mà thôi. Hàng về, em xin. Ui dồi ôi, hên thế thằng nào chạy ra mình lại được một mạng lại và ngọt mút chuồn tụt. À, thằng bọn kia nó đẩy lén, về. Ui dồi ôi, tem mình mà về kịp là tem mà thua. Anh em tin không? Về kịp rồi, xong rồi. Tem mày xong hết rồi, đi đâu mà vội mà vàng hả? Đi đâu mà vội mà vàng. Mà vớt về đá mà quạc phải chơi. Chết đấy. Người ăn luôn được mạng nữa rồi anh em. Thấy không? Em thấy gì chưa? Ngọt liền. Trời ơi, lên luôn em ơi. Thấy không? Anh em thấy Joe Game một khi ra hỗ trợ thì nó phải khắc bọt. Đây, lính này rồi. Lên luôn. Ulti lên luôn. Không, nó nguội mất anh em ạ. Rồi, đây rồi. Đánh đây. Mình ôm trụ cho lính nó bắn luôn. Này anh em ơi. Hàng về chết. Đi đâu? Thôi, chạy. Bê đít lên mà chạy. Ê, bạn ơi. Xách bông lên mà chạy, xách quần lên mà chạy chứ ra để vào trong đấy chi. Ôi trời ơi, mình hốt chết quá. Mình hút nó là cũng về rồi đấy. Chạy. đi về. Gà siêu quậy bây giờ là không quậy được nữa rồi. Bị tem nó là đập cho nát đít rồi. Ôi ơi. Căng nhở. Bá nhở. Ôi trời ơi, đồng, mình đang định lao lên đấy. Nào, bọn kia có mẹ dám ở lại không? Mình xuống thác với chúng mày luôn đấy. Đây có bùa không ta? À không có. Ê đây rồi, hàng về. Vào đến đây rồi. Chiến thế. Em đi đâu về? Mày à bưởi. Mày úi rồi, trượt rồi. Trượt này thì trượt này. À bạn làm gì đấy? Úi rồi, thôi chạy mất rồi, bắn trượt. Nhưng mà thằng hai AD thì mày đi đâu hả con thâu? Em đi đâu về? Mà cướp đây chăng? Trời ơi. Ê. Hay lại hàng lại về. Khổ thế, sao cứ gọi là đâm đầu vào cho tem mình ăn đấy. Cảm ơn nhá. Này bưởi. Jeep hỗ trợ hết mình luôn anh em ạ. Được chưa? Hỗ trợ 16 mạng luôn rồi. Anh em thấy không? Một Joe Game cầm Jeep mà mặc dù bị giảm sức mạnh nhưng mà không ăn thua vì Joe Game nhá. Giảm sức mạnh mình vẫn ngon lành liền. Hút ra luôn này. Ôi giời, cho nan ăn rồi. Tí nữa thì chết. Ok. Chắc là cái trận đấu kết thúc tại đây rồi anh em. Anh em xem nếu thấy hay thì nhớ để lại cho mình xin một like và đăng ký kênh. Và đừng quên comment những ý tưởng độc gì và khám rõ dưới bên dưới. Và đăng ký bấm chuông để không bỏ lỡ các video tiếp theo nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Bye bye.